Em có công việc cho nên là qua trễ xíu, xin lỗi cô giáo. Bây giờ hát xong ca một bài đi. Cô bài gì cũng được. Dạ. Ai ra sẽ bài khác được không? Huế và em hay là Huế buồn gì đó. Huế buồn đi ha. Tăng ca đi. Không, nghĩa là ba cô trò xong rồi em sẽ thả cô về nè. Cô đứng giữa. Dạ. Alo, và bây giờ là phần thể hiện song ca của hai á hậu Hà Thu và Thi Phượng. À, phần tăng ca của cô giáo. Để thương nhau rồi sao đã
Huế này được không ạ? Cái làm khó cô đó.